Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính dí cá mập, vượng Vin nháo nhào tìm lối thoát. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2023, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã làm việc với phía doanh nghiệp và kết luận không ai giải cứu ai, bất động sản phải giải quyết những khó khăn chính mình gây ra. Hiện nay, thị trường bất động sản đã đến hồi không thể sửa chữa được nữa, cứ tranh nhau đẩy giá kiếm lời, làm giá nhà đất để ở giờ không còn nằm trong tầm với của người dân. Chính những nhóm lợi ích ngành bất động sản đã gây ra 8 vấn đề của thị trường này, mà nếu không để cho những doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm thì không thể chấn chỉnh lại giá nhà đất như hiện nay. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang dí cá mập. Đất nước nào muốn phát triển bền vững thì cũng cần phải đầu tư vào ngành nghề có hàm lượng chất xám cao, có làm ra của cải vật chất cho xã hội. Đằng này, bất động sản ở Việt Nam thì nhiều khi không phục vụ đời sống dân sinh mà chỉ phục vụ thành phần buôn đất để kiếm lời. Người dân thì không có nhà để ở vì giá nhà đất quá cao, còn nhà đất trong tay những con buôn thì bỏ hoang, rất lãng phí. Có rất nhiều người mua bất động sản rồi bỏ hoang và đợi giá lên. Nhà đất như vậy thì gây lãng phí tiền của xã hội rất lớn. Trong nhóm doanh nghiệp bất động sản, người ta thấy Novaland của đại gia Bùi Thành Nhơn cũng đang hấp hối. Novaland là công ty hút rất nhiều vốn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán để làm nhà và đẩy giá lên cao rồi bán đi. Thị trường bất động sản giờ đây đang đóng băng và không có hy vọng hồi phục. Bởi giá nhà quá cao, làm sao người dân có đủ tiền để mua cho được. Đây là hình ảnh giấy phép cấp rồi lấy tiền đâu ra mà đốt đầy. Có thể nói Novaland đang như con bệnh ung thư giai đoạn cuối, rất khó để chữa trị. Việc ông Phạm Minh Chính tuyên bố thẳng thừng như thế là thêm một đòn giáng vào đại gia Bùi Thành Nhơn. Cộng tác viên của tờ Thời báo.de sau khi khảo sát một số người ở Việt Nam, những người có theo sát thị trường bất động sản hiện nay, thì phần nhiều đồng tình với cách làm của ông Phạm Minh Chính. Cần phải đánh mạnh vào những con cá mập này, chứ không thể để nuông chiều nó mãi được, để rồi nó lại giở trò làm giá bất động sản, đẩy người dân vào thế vô gia cư. Cùng chung trong nhóm khóc than với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn có VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng. Một người am hiểu về kinh tế cho biết như sau: nhìn bên ngoài thì VinGroup vững hơn Novaland, tuy nhiên mạnh hơn đấy theo kiểu to thuyền lớn sóng mà thôi. Thực tế VinGroup cũng đang rơi vào tình cảnh cậy không ra tiền như Novaland. Có thể có sức chịu đựng của VinGroup mạnh hơn Novaland, và nếu có sụp thì cũng có thể VinGroup sẽ sụp sau Novaland. Vấn đề của ông Phạm Nhật Vượng là cần phải cậy đâu cho ra tiền để VinFast đốt tiếp. Hiện nay cũng có tin giấy phép xây nhà máy VinFast tại Mỹ đã được cấp. Vậy tiền ở đâu ra mà xây đây, trong khi đó VinHomes của ông Phạm Nhật Vượng đang tồn kho tới 66.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 2,7 tỷ đô la Mỹ. Trước đây, ông Phạm Nhật Vượng cứ nghĩ là nhà đầu tư ngây ngô, dễ dàng góp vốn vào VMI để cho ông lấy được tiền mà xoay vòng vốn. Tuy nhiên, tờ Thời báo.de cảm thấy đây là chiêu dụ người dân góp hụi trồng Vượng, nên cũng có nhiều bài phân tích rủi ro cho nhà đầu tư được biết. Và đến đây, theo những thông tin chúng tôi có được, ông Phạm Nhật Vượng huy động vốn qua VMI không được như mong đợi. Đây là một khó khăn rất lớn vì VinFast đang cần rất nhiều tiền để đốt. Đây là hình ảnh bài toán lớn nhất của ông Phạm Nhật Vượng là tiền ở đâu đây. Tại Việt Nam thì ông Phạm Nhật Vượng chính đã bị ông Phạm Minh Chính giáng một đòn chí tử vào các hoạt động bất động sản. Tại Mỹ thì VinFast đang cần tiền để đốt cho nhà máy sản xuất xe điện. Vậy bây giờ ông Vượng chỉ còn trông đợi vào kết quả IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên cho đến nay VinFast vẫn chưa nhận được thông tin tích cực nào từ kế hoạch IPO trên thị trường ở đây. Vượng Vin đang cố tìm lối thoát, nhưng thoát đường nào thì vẫn chưa thấy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính dí cá mập, Vượng Vin nháo nhào tìm lối thoát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mặc cho bão nổi, Huệ Vương vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Cho đến nay, Vương Đình Huệ được xem như con người có số hưởng trên chính trường tại Việt Nam. Giả sử ông Nguyễn Bá Thanh còn sống thì Vương Đình Huệ chưa hẳn đã vào được tới tứ trụ. Trên chính trường, sức chiến đấu của Nguyễn Bá Thanh là rất đáng nể. Tuy nhiên, chưa kịp vào Bộ Chính trị thì ông Thanh đã xanh cỏ. Đã bao nhiêu năm qua, trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu đá vẫn không ngừng. Ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực tuyệt đối trong tay, ông làm cho thế lực khác không có cơ hội để ra tay. Đã nhiều năm qua, chưa ai làm gì được ông Nguyễn Phú Trọng, ngoại trừ lần ông gục ngã tại Kiên Giang vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 với một lý do là đột quỵ lần thứ nhất. Chưa rõ đây là một tai nạn bình thường hay là một âm mưu được sắp đặt. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ đang đợi bát vàng. Lần xém chết ấy được chính quyền chát lên một lớp bề mặt, nguyên nhân là do đột quỵ. Tuy nhiên sau đó nhiều năm ông ta không dám bén mảng đến miền Nam, cho mãi tới gần đây, cụ thể là vào ngày 23 tháng 9 năm 2022, ông mới dám mò vào Sài Gòn làm việc với ông Nguyễn Văn Nên. Ai cũng biết ông Nguyễn Văn Nên chính là cánh tay nối dài của Nguyễn Phú Trọng. Đến nơi mà Nguyễn Phú Nên làm chủ sẽ an toàn hơn là nơi mà Nguyễn Thanh Nghị làm chủ. Có người cho rằng từ sau lần đột quỵ tại Kiên Giang, ông Nguyễn Phú Trọng trở nên rất thận trọng. Và khi ông Trọng càng thận trọng thì con người của ông càng trở nên đáng sợ. Với ông Trọng, chỉ có ai đó làm cho ông sợ, ông mới chùn tay. Còn một khi ông đầy đủ tự tin bản thân được an toàn thì ông không còn sợ ai cả. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng là một trụ trong tứ trụ, mong là một người mạnh nhất, thì giờ đây bốn trụ chỉ còn ba, mà phe ông đã chiếm tới hai trụ. Với cú quật ngã tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì sắp tới đây dù ai ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước tiếp theo, người đó chỉ có thể là phe của ông Tổng Bí Thư. Khi đấy, triều đình có tứ trụ thì phe ông Trọng đã chiếm tới ba trụ. Vậy thì chỉ còn trụ thủ tướng là không thuộc phe của ông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang mải miết dọn đường cho ông Vương Đình Huệ. Một khi ông Trọng đã chiếm ba trong tứ trụ thì khi đó bão nổi lên quanh ghế thủ tướng sẽ càng trở nên dữ dội. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn đến phe ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Chính mang trong mình trọng trách rất nặng, đó là đẩy mạnh thế lực Thanh Hóa đi vào Trung ương và dìu Nguyễn Thanh Nghị đến chiếc ghế Phó Thủ tướng, đồng thời cũng tìm kiếm sự ủng hộ cho ông Nghị vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Ông Phạm Minh Chính từng đấu tay đôi và thắng ông Vương Đình Huệ ở Đại hội lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng xem ra sự thất bại đó là may mắn cho ông Vương Đình Huệ. Bởi sau Covid, nhiều vấn đề đã bị khui ra, mà những vấn đề đó đã bắt đầu từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng và được tiếp nối đến nhiệm kỳ sau. Liệu rằng ông Vương Đình Huệ có lo liệu được hay không? Năm 2023, vấn đề những sai phạm trong chính phủ ông Phạm Minh Chính sẽ bị đào sâu. Có thể nói ông Phạm Minh Chính sẽ còn vất vả rất nhiều để chống đỡ tứ bề. Chính phủ hiện còn chống chiếc ghế Phó Thủ tướng và Nguyễn Thanh Nghị đang nhắm đến. Tuy nhiên, không dễ để Nghị ngồi vào đó nếu ông Phạm Minh Chính bị quần đến trở tay không kịp. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang vất vả chống bão từ các đồng chí của mình. Ông Vương Đình Huệ được xem như là kẻ ngồi mát ăn bát vàng khi mà trước đây cả ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính đều chạy đua cho chiếc ghế Tổng Bí Thư. Thì nay một đối thủ đã bị rụng và đối thủ khác đang bị lung lay. Có người nói Vương Đình Huệ quá may mắn khi ông ta không được chọn vào chiếc ghế Thủ tướng trước đó và ông già đã chọn mặt cười vàng. Ông đã dồn hết tâm lực để chọn dọn đường cho ông Huệ lên Tổng Bí Thư vào nhiệm kỳ tới. Ông Phạm Minh Chính là người mạnh mẽ trên chính trường, liên kết với rất nhiều thế lực mạnh. Tuy nhiên, ông Chính vẫn không dám mạnh tay phản đòn ông già 80 tuổi, mà chỉ biết chống đỡ. Từ xưa tới nay, kẻ dưới cơ muốn chiến thắng thì phải biết một loại vũ khí bí mật, đợi đối thủ chủ quan hồi mã thương để giành thắng lợi. Không biết ông Phạm Minh Chính có nghĩ tới kế này hay không? Vương Đình Huệ được cho là có năng lực kém hơn Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Chính để lại cho bại tướng của mình
ngồi mát ăn bát vàng thì cũng tệ. Nếu bị ép đến đường cùng thì cũng nên chơi tất tay một lần để lấy tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Mặc cho bão nổi, Huệ Vương vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.